chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Đến hẹn lại lên cứ mỗi 24 hàng năm là ông già Mao Đệ Đệ sẽ trở lại với các cháu nha mọi người nha. Mọi năm là chào có tất cả các cháu nha. Ông là ông Mao đây. Mọi năm là có hai ông Mao cơ. Nhưng mà hôm nay ông Mao lớn là bị mất chuột cắn mất. Chuột cắn rách hết quần áo rồi. Thế nên là ông Mao lớn đành phải dùng cái gọi là skin gọi là combo quần áo mới, gọi là đây là thỏ ngọc. Không phải. Con này cái gì nhỉ? Lợn. Con lợn. Lợn hồng. Mình nhưng mà hồng. Người ta đi là con chuột lộc nhưng mà lại ca là con lợn. Thì mày ông già lôi ăn mày không có tuần lộc thì con lợn nó kéo mày được chưa? Ok. Ok không? Rồi. Hôm nay anh em mình sẽ làm cho các bạn nhỏ một món khá là hay. Như mọi năm anh em mình làm cây thông Noel này rồi phát quà kia này. Nhưng là năm nay vẫn sẽ có cây thông Noel và có kia, có đầy đủ mọi thứ và có thêm một món nữa. Và mọi người có nhớ có một đợt anh em mình làm cái chiếc cờ đỏ sao vàng bằng xôi gấc không? Nhưng mà hôm nay sẽ là xôi xanh. Đấy, xôi xanh nhá mọi người nhá. Và đố mọi người biết tí nữa anh em mình sẽ làm bằng cái gì làm tức là nấu xôi lên sẽ làm thành cái hình gì nhá. Cái này là bí mật. Anh em mình tối qua mình đã ngâm gạo và xay lá dứa và lá giềng ngâm với gạo nếp thì để cho nó ra được màu xanh như thế này. Tuy là hơi chưa xanh lắm nhưng mà xanh rồi, em thấy trắng trắng. Đây, xanh mà mọi người. Màu xanh đấy. Đấy. Màu xanh. Đấy, nào. Rồi, đây nào, mày múc vào đây đi. Ok. Bây giờ sẽ dàn đều ra để đổ. Bây giờ là ông Mao đổ cái xôi này đã. Ông già Mao là bắt đầu đổ là gạo vào để nấu xôi nhá. Xôi xanh, xôi xanh, 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 xanh. Nhìn nhau kính là thế nào xanh. Ui, hết không? Không đủ hết đâu, đủ hai mẻ anh ơi. Một mẻ thôi, phải hết. Nó nổ đấy. Rồi nữa đi, vừa được nửa. Nửa nồi. Đó, nhanh lên không các cháu đi học về hết là không phát được quà cho các cháu. Ui, trời. Đây là xong anh dùng đổ à? Đây là xong cái đấy đầu tiên rồi. Nó không được xanh cho lắm mọi người ạ. Thế nên là hôm nay mình quyết định sẽ không làm cái ý tưởng ban đầu nữa mà mình sẽ làm thành một ông già tuyết. Đấy. Vừa để ta làm xanh gạo đắng chạy nó sẽ thành nâu nâu. Điên à. Căn bản là mình định làm xôi xanh cơ nhưng mà không thành công lắm, thôi mình sẽ làm thành xôi tuyết. Ông già tuyết. Anh em mình sẽ đắp một ông già tuyết rồi kia nhá, trang trí các kiểu. Nào. Em sẽ làm con lật đật. Làm đi. Đấy, ông già tuyết như kiểu con lật đật đấy mọi người. Sao mình ngu thế nhỉ? Ok. Đầu óc để làm cái gì vậy? Đó cái này, tay đây này. Nào. Rồi. Nào, cục xuống nhá. Ôi da. Rồi. Nào, biến ra. Bây giờ là sẽ tạo hình cho nó nha mọi người nha. Ok. Năm ngoái thì anh em mình có làm xôi ngọt và năm nay mình sẽ làm xôi đậm. Không làm xôi ngọt nữa. Ui. Thôi đại khái là chờ nó tí nó nguội nguội tí đã. Đúng rồi, thì mới chỉnh hình được mọi người. Chứ không bây giờ bỏng lắm. Chờ tí đã nhé. Đi lấy mình sẽ làm thêm ít xôi gấc để làm cái mũ đỏ cho nó cho tác phẩm. Bây giờ sẽ tạo thành cái khuôn cho ông già tuyết nhé. Mình đập này ra cho một cái xôi là cũng dẻo hơn đấy. Ui, hỏng đây. Mới đầu mình định đổ xôi gấp tất để làm ông già nguyên đen cơ. Nhưng mà không kiếm được mà đổ, thế nên là mình làm thành màu xanh nhưng mà lại không thể
rồi. Bây giờ mình sẽ tạo cái hình ở dưới trước cho mọi người nhá. À, ở trên này cái đầu sẽ ra này. Đó, ông đồng to quá. Vừa vừa anh ạ, vừa chín đấy. Hơi to tí nhưng mà sau mình sẽ cắt đi bớt. Mày lấy cái chậu đấy để sôi chua thì mình sẽ đắp lên tầng 2 nữa. Không, anh chắc đây. Hả? Để em đây, em đồ. Không, lấy cái chậu đấy. Trên một cụ rẻ. Lấy cái chậu sạch 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 sạch. Mâm được. Đó. Bắt đầu thành thấy thành hình rồi mọi người. Đó, cắt lên bên trên. Cắt lên bên trên này. Thịt thôi. À không được, nó phải thế này chứ nhỉ? Đúng không? Cái đầu nó có phải là thế này đâu, nó phải gối lên nhau thế này đi đúng không? Ừ, đúng rồi. Không phải đâu. Đúng. Thế đến gì? Thế nó còn vào cái tay của tôi này, cắm cái tay cho đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đi vào đi. Kiếm gì? Tao vào đây cắm pin. Chắc là để biết đấy. Quả này chắc nhất quả hơn luôn. Đó, đó. Đó, tôi ra mong đi. Tôi ra mong thì nó sẽ đắp lên tầng 2 luôn cả. Quả bỏ. Chưa khó. Anh hãy thử tốc độ đi. Trong khi hạ tốc độ, cứ bắt tất cả. Đó. Xem nào. Ui, dính. Đây. Thử ra dính lắm. Không được dính nữa. Mất hình dáng không? Đây mắt nó bằng cái này nha anh nhé. Xin xin mua về rồi. Ấy, mũi nó làm bằng gốc hay là ngọn này? Lần đầu tiên anh em mình làm con già, à quỷ, ông già tuyết. Ông già tuyết. Mũi này sao nó mũi phù thủy thế? Phải mũi thế này không nhỉ? Phải. Mày xem lại chưa? Phải mà em xem suốt rồi nhưng mà nó cũng dài như thế. Không dài như thế á? Trong mũi nó chỉnh xuống. Nào. Ok chưa mọi người? Đấy. Ok. Ok chưa? Tôi đã sắp ok. Nào, kéo rơi mắt. Quá ok luôn. Ok không? Đấy, đây là tác phẩm của anh em mình từ sáng đến giờ đấy nhá. Bây giờ chỉ đợi các bạn nhỏ đi học về là anh em mình sẽ chia quả đó. Con gì nữa nhỉ? Cái thùng nuôi em với lại cái quả của anh em mình đã tím nữa mọi người mới biết nữa. Anh ơi, bây giờ nhá. Bây giờ thấy nó thiếu thiếu cái gì? Em nghĩ là phải rắc cốm lên rồi. À, ừ, đúng không? Rắc. Hay là rắc một trà xanh. Bây giờ rắc xốp, xốp không ăn được. Rắc cái dừa. À cái gì nhỉ, nạo dừa đấy. Rắc này. Bộ râu của ông dài và ông ăn uống vất vả. Từng người đi. Đấy, ok không? Tuyệt vời đấy, đấy, phải dọn vào hết râu để cho mọi người xem qua lại đi. Đấy, thấy chưa? Ok chưa? Đỉnh vật cao hơn. Giới thiệu với mọi người nhá. Đây là một ông già tuyết này, đây là thân ông đấy này. Và đây là chiếc khăn quàng đỏ này. Và đây là mũ Noel này. Đấy, thấy chưa? Đây là cánh tay. Cánh tay đây luôn. Đầy nhựa. Đầy nhựa. Hả? Ok đấy. Wow. Ê, đây nha. Đây là cây thông nuôi ăn của anh em mình. Vẫn là như mọi năm thôi, nhưng mà hôm nay có đặc biệt có người tuyết đi phát quà cùng anh em mình nữa. Và xẻo thịt chính bản thân để gọi là gì nhỉ? Anh em mình đi phát quà cho người phát luôn. Phát luôn ông già tuyết.
ông nhặt trước này. Đấy. À, mọi năm thì anh em mình đi phát quà với lại đi chơi Giáng sinh trên xe lôi. Nhưng mà hôm nay, năm nay anh em mình có thêm một chút công nghệ nữa, đó là chiếc xe. Anh em mình chơi lớn hơn một tí. Đó là chiếc xe máy cày nhà mình đang thừa dầu, thế nên là bố mình cho phép mình dùng xe máy cày. Đây là chiếc loa đời mới anh em mình vừa mượn được. Đó, tí nữa anh em mình sẽ quẩy khắp đường. Quẩy lên. À, bây giờ đi trước khi đi ra thì cái đường nó bụi bặm mọi người ạ. Thế nên là phải bọc ông già thuyết lại, tại vì sợ ông lạnh. Ông ấy cảm cúm. Đấy, sợ ông lạnh. Đi đường gặp khói bụi ông lạnh. Và ông ấy chết toi. À. Bọc từ bên nào? Đến đầu xuống. À. Bọc đâu chẳng được. Thank you.
từ từ ra, từ từ ra. Không được cướp, mình đọc giỏi, không được cướp, được không? Không được cướp nữa nào. Từ từ, từ từ.